Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Sông Lô chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát nhiệm vụ năm học, phát động các phong trào thi đua sát với thực tiễn của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Cùng với đó, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của giáo viên và người lao động. Mở đầu chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 4 năm 2015, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Công đoàn Giáo dục huyện Sông Lô đẩy mạnh các phong trào thi đua. Công đoàn Giáo dục huyện Sông Lô hiện có 55 đơn vị công đoàn cơ sở với hơn 1.400 đoàn viên. Trong năm học vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Sông Lô thường xuyên phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động, tổ chức bình xét thi đua một cách công bằng dân chủ, xét nâng bậc lương được thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, công đoàn trong ngành còn thường xuyên tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích đối với giáo viên và lao động. Nhờ vậy mà mọi người nắm vững quyền lợi nghĩa vụ của mình đối với địa phương, đối với đất nước, đối với ngành. Để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, công đoàn giáo dục đưa ra những giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, triển khai các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thứ hai, công đoàn chủ động xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn, quy chế dân chủ cơ quan, đảm bảo dân chủ trong cơ quan, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thứ ba, hoạt động công đoàn phải mang tính chất thiết thực, như là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên, thăm hỏi động viên, chia sẻ trợ cấp cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chấp hành công đoàn đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt các biện pháp nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhằm từng bước đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành. Bên cạnh đó, còn quan tâm chú trọng đến công tác bảo vệ đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc trong ngành. Công đoàn đã phối hợp với nhà trường đề nghị lên Ủy ban nhân dân là đã tạo điều kiện để xây dựng cái khu nội trú cho giáo viên là được 10 phòng nội trú và đảm bảo cho cái vấn đề là ăn ở cho giáo viên ở lại để đảm bảo về cái vấn đề chuyên môn dạy học. Ban hành công đoàn cùng với ban giám hiệu nhà trường nắm bắt tình hình kịp thời và thăm hỏi động viên. Nhằm tạo điều kiện giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Trong thời gian qua, các hoạt động chăm lo, tự chăm lo đời sống cho đội ngũ nhà giáo và người lao động được các cấp công đoàn cơ sở ngành giáo dục huyện Sông Lô tổ chức đa dạng, thiết thực và hiệu quả, như việc thực hiện xây dựng các nguồn quỹ như quỹ công đoàn, quỹ tham quan học tập, quỹ thăm hỏi đoàn viên. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, nhà giáo và người lao động đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa được gần 21 triệu đồng và hơn 3.100 quyền vợ học sinh. Đóng góp vào quỹ vì công nhân lao động nghèo được trên 20 triệu 800 nghìn đồng. Căn cứ vào công việc của công đoàn, công tác vận động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào phát huy tính tự giác của mỗi cán bộ giáo viên, khơi dậy ở họ tình yêu nghề và lòng say mê trong công tác giảng dạy để giúp cho họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách vui vẻ và thoải mái. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong năm học 2013-2014, Công đoàn Giáo dục Sông Lô đã phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, tổ chức triển khai quán triệt trong toàn ngành về nội dung cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong đó, đi sâu vào việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, xác định các tiêu chí về đạo đức, về nội dung tự học của nhà giáo và tự sáng tạo trong công tác giáo dục. Đồng thời, đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào và các cuộc vận động khác như phong trào thi đua hài tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà,
phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các nhà trường đã lấy kết quả việc thực hiện cuộc vận động làm tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua xếp loại hàng năm. Trước hết là công đoàn đã xây dựng chi tiết kế hoạch cụ thể như là thực hiện theo một cái khẩu hiệu là hai tốt, thi đua học tốt, dạy tốt, và cái hai tốt nữa mà công đoàn đã phát động từ rất lâu rồi, đó là mỗi một công đoàn viên trong cơ quan là đảm việc nhà, giỏi việc trường. Công đoàn giáo dục huyện Sông Lô đã thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ đoàn viên và lao động. Thực hiện tốt phong trào thi đua hai tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các công đoàn cơ sở đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cũng như sẻ chia những khó khăn của đoàn viên và lao động. Động viên kịp thời để đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, giữ vững đạo đức, tích cực, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ thi đua dạy tốt, học tốt bằng cái bài giảng chất lượng của mình. Thi đua thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, về đổi mới kiểm tra đánh giá, hay là ứng dụng các phương pháp mới mà chúng tôi được tập huấn hoặc là được tiếp xúc, ví dụ như là phương pháp dạy học tích hợp hay là phương pháp sử dụng bản đồ tư duy. Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong năm học 2014-2015, Công đoàn Giáo dục huyện Sông Lô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành là chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên nhân viên đăng ký thi đua, đồng thời tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành, vận động đoàn viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và nhiệm vụ của ngành. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Bạch Lưu, huyện Sông Lô phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua hai tốt đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trường Tiểu học Bạch Lưu hiện có 252 học sinh theo học ở các khối lớp. Trong những năm qua, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt đối với tiêu chí dạy tốt. Vào đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn trường, mỗi giáo viên cũng tự lập kế hoạch và các mục tiêu phấn đấu riêng dựa trên đặc điểm nhiệm vụ lớp mình phụ trách. Vào cuối mỗi năm học, giáo viên các khối lớp đều phải thực hiện bàn giao chất lượng, nên hầu như giáo viên nào cũng phải đảm bảo được việc đánh giá đúng năng lực học sinh mình phụ trách. Ngoài việc chú trọng phụ đạo và kèm cho những học sinh yếu, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng tích cực phát hiện và bồi dưỡng những em có học lực khá giỏi. Vì vậy, trong các đợt thi học sinh giỏi các cấp, nhà trường luôn có số lượng học sinh đạt giải của huyện. Với lợi thế đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, nên việc cập nhật các phương pháp dạy học và đánh giá cũng thuận lợi hơn. Hầu hết giáo viên đã áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó có trên 80% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, nên các phương pháp dạy học mới được cập nhật và áp dụng thường xuyên. Hưởng ứng cái phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường, trong những năm qua thì công đoàn và nhà trường đã làm rất tốt các cái nội dung công việc liên quan đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và chất lượng hoạt động các tổ chức ban ngành trong trường vừa là nhiệm vụ nhưng cũng vừa là giải pháp tích cực để mà thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học. Công đoàn nhà trường cùng với nhà trường đã làm tốt cái việc xây dựng cái quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường để thực hiện cái nhiệm vụ chung, đó là nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh. Hiện tại, đối với khối lớp 1, giáo viên đã áp dụng dạy theo phương pháp công nghệ tiếng Việt 1 để nâng cao chất lượng. Ban đầu áp dụng theo phương pháp dạy công nghệ tiếng Việt 1 cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian thực hiện, khi học sinh đã quen phương pháp thì hiệu quả mang lại rất cao.
Bình thường, học sinh lớp 1 phải học gần hết học kỳ 1 mới viết được chính tả. Nhưng với phương pháp này thì sau 2 tháng học sinh đã viết được chính tả, khả năng đọc, ghi nhớ cũng tốt hơn. Còn đối với học sinh khối lớp 2 đến khối lớp 5, giáo viên cũng đã áp dụng mô hình dạy học mới nên phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong các giờ học. Với việc áp dụng mô hình dạy học mới, những học sinh yếu và nhút nhát dần trở nên mạnh dạn, tự tin và hăng hái phát biểu xây dựng bài hơn. Vì vậy, tỷ lệ học sinh yếu kém ở các lớp ngày càng giảm dần. Việc triển khai đánh giá học sinh theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã được nhà trường thực hiện thuận lợi. Giáo viên đánh giá được học sinh toàn diện hơn với tinh thần vì sự tiến bộ của học sinh. Để nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình thì trước hết theo tôi là phải có một cái quan điểm đúng đắn, nhận thức rõ ràng về các cái đường lối chủ trương của ngành giáo dục, của Đảng và Nhà nước. Thứ hai là đặc biệt là phải có cái tình yêu thương đối với học sinh, yêu nghề mến trẻ, hết lòng hết sức tâm huyết với nghề, dành nhiều thời gian để bám trường bám lớp, giúp đỡ các em trong học tập, tìm hiểu các em và tạo cho các em những cái điều kiện tốt nhất cho các em học tập. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua phong trào thi đua hai tốt, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Riêng trong năm học 2013-2014, toàn trường có tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm trên 80%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Bình quân mỗi năm, nhà trường có gần 50 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp trong các cuộc thi. Chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.